rồi nè, lên quay cho Bùi Hồ quay. Anh rất là vui, rất mong anh trở lại một Đồng Tháp một lần em, nữa. Em tên gì? Bùi Hồ luôn hả? Dạ em tên Bùi Hồ. Dạ, 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 fan của Coleman qua ủng hộ Bùi Hồ nha. Dạ em cảm ơn anh. Đây là chuyến xe nụ cười. Rồi, em chưa bao giờ thấy luôn quý cho đồng tiền như thế. Rồi em chụp lại anh ơi. 1, 2, 3, 2 cái nữa nha. 2, 3. Dạ ok. Như lúc đó mình cũng vẫn có chia sẻ vậy. Bình thường mình thật sự là mình làm rất là nhiều việc, nhưng mà đối với mình không có quan trọng gì tiền bạc. Tiền là bạc, mình chỉ nghĩ là mình làm tốt thì tiền đồng tiền nó sẽ đến, đơn giản là như vậy. Nhưng mà hôm nay thật sự là mình chưa giờ cảm thấy đồng tiền nó quý như vậy, bởi vì mỗi một cái sự đóng góp như vậy là sẽ mang đến rất nhiều nụ cười, rất nhiều niềm vui cho những cái hoàn cảnh khó khăn trong cái mùa Tết này. Chính vậy rất là quý. Cảm ơn anh Võ Khải lần nữa nha. Rồi. Có những ổ bánh mì là một ổ 5 triệu đồng, nhưng có những ổ không ổ bánh mì nào mà giảm cả 5 triệu nữa. Đó, có chả đó, một chả đó. Một xin nhét được thôi vậy. Nhưng mà quý vị các bạn ơi, nói như vậy không phải là mọi người ủng hộ cho Coleman ổ bánh mì 20 ngàn mà mình xem thường, không hề. Vì lòng hảo tâm, mỗi người tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, đúng không bà con? Nên là 200 ngàn của mình cũng vui nữa, tại vì nó đã over được 5 ngàn rồi. Và cứ thử tưởng tượng nếu mọi người chỉ cần cho mình thêm 5 ngàn một ổ thôi, là 1 triệu ổ là mình có 5 tỷ. Không có giỡn được, 5 tỷ mà làm từ này biết nào hết, làm 5 năm chưa hết luôn á. Vui ha Bùi Hồ ha. Dạ, xe này khoảng bao nhiêu bạn nhân viên đang bán à? À không, các bạn này phụ anh ơi, chứ anh bán là chính. Dạ. Có đùi cho các bạn chia nhau ra. Dạ. Tại vì anh phải xuống chụp hình đó. Chứ đúng ra anh đứng anh bán chắc cũng bán không nổi đâu. Nói thiệt luôn. Em ấy trên ở đây là các bạn ở trong phim trường mình hay sao? À không, các bạn này bán mì chuyên nghiệp á. Dạ chú ơi. Dạ. Rồi em chờ chút đi anh bán cho em coi nè. Dạ. Rồi, ok. Để không khán giả tưởng là mình không có bán, sáng giờ bán đuối luôn á. Rồi em chụp nha. 1, 2, 3 1, 2, 3. Thì anh Coleman rất là vui tính. Anh Coleman nói đợi tí anh Coleman bán sẽ cho mình quay xem. Đây các anh em Nguyên Gia Pháp. Dạ. Anh bán hơi bị bộ luôn á, bán nhanh lắm luôn á. Rồi nè, lên quay cho Bùi Hồ quay. Đây mình sẽ anh Coleman rất là nhiệt tình, và anh Coleman là ưu tiên cho mình là anh sẽ lên làm ở trên đó làm bánh mì để mà cho mình quay. Để cho mọi người thấy là anh Coleman làm bánh mì như thế nào. Cho chú tại vì nãy Bùi Hồ có hỏi mình là cái này bao nhiêu nhân viên. Không có, cái này các bạn chỉ ra đúng ra là ra phụ thôi. Dạ. Là tại vì cái challenge á, cái là anh và anh Cương Dừa phải tự bán, mà làm sao tự bán trong một ngày mà có thể kiếm được 25 triệu đâu có được. Tại vì cái xe bánh mì của anh á, một ngày anh bán vừa được chỉ có 4-5 triệu là tối đa à. Bán sáng chiều luôn mà nguyên đội hình này bán nè, làm sao mình anh bán được. Cho nên là vấn đề ở chỗ là ổ bánh mì tình thương người ta quyên góp nhiều hơn. Dạ. Đó, nãy giống như em thấy có người quyên góp 5 triệu ổ thì như vậy mình mới bán được, mới đủ chỉ tiêu chứ. Đó. Này của ai con? Dạ sống trong bill rồi. Dạ rồi. Ủa chưa có bill sao làm? Đang đợi người khác order. Cho nên là nói xin thưa với quý khán giả là tại vì nãy giờ mình đứng ở dưới là tại vì ít khách quá, đông khách quá mình bán mình mới biểu diễn được. Nói đùa chứ xuống chụp hình với fan chứ không cần fan buồn. Dạ. Chết cha chưa có đơn, chờ xíu nha. Thì kia đang kêu, mày kia đang order chứ. Đang kia đang order một tí. Bùi Hồ ra quay á, Bùi Hồ ra quay cảnh thôi. Em ra quay cảnh order. Thôi em sẽ order một ổ bánh mì đi, anh làm gì? Không, kêu em đang order. Ta đang order.
Lomen nhìn rất là trẻ hơn so với cái tuổi của mình. Nói chung là nhìn rất là nụ cười, rất là đặc trưng. Cảm ơn em. Một số người nói là từ ngày có hàm răng mới thấy Lomen có duyên quá. Chứ hồi trước tôi vô duyên lắm mà. Tôi tính tôi hay tự lái lắm. Dạ. Rồi, có phiêu có đơn rồi. Trời, đơn có ổ. Ổ cái là xong ngay. Đây một ổ số 28 bị trả. Đây. Đó, bánh mì là phải banh ra vậy mới để vô, chứ còn mình không biết mình làm vậy là nó sẽ bị dập ổ bánh mì, thấy không? Đó, mình rọc bánh mì xong là mình phải dùng hai ngón tay. Ngón tay đó, ngón tay cái và ngón tay đó, đó giữ bánh mì như vậy. Dạ. Thấy chưa? Có học hành đàng hoàng. Chứ không phải là làm ông chủ là không có biết gì đâu nha. Rất là chuyên nghiệp anh. Đây, sếp mua 4 miếng chả. Đây là một ổ bánh mì bị chả thì mình sẽ làm. Sếp vô khá đẹp luôn, đây nè bà con nhìn xem nè. Thấy chưa? Ôi. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Ôi hết bì rồi nha, chuẩn bị cho thêm bì nha. Tiếp bì con. Từ từ rồi con. Để chú đổ vô cho anh quay cho đẹp. Rồi bì chả. Bỏ bì chả vô rồi xong mình bỏ một miếng dưa leo. Đấy. Bỏ dưa leo xong mình bỏ một cọng ngò. Thôi rất là gò nè, chuyên nghiệp. Rồi nếu mà không biết là quý khách này có thích ăn đồ chua không, thôi mình cũng bỏ ít đồ chua cho đỡ ngán nè. Đó, có màu trắng có màu đỏ nó vừa hòa quyện lại. Đây, ok, một bì chả số 28 rồi, bắt đầu build lên nhiều đó. Bây giờ bắt đầu là đây là các mọi người order đây, build ở đây. Đây. Sáng giờ ra cũng mấy rổ rồi đó. Mọi người nhìn nó hấp dẫn không nè. Đó. Một ngày là anh là 250 ổ bánh mì hả anh Colomen hả? Hả? Chỉ tiêu của mình á là 250 ổ. Không, lúc đầu dự kiến là như vậy. Nhưng dạ, mà ngày hôm qua thì mở trận rồi. Rồi, số 40 là cà phê sữa. Rồi 14 là hai bì chả ớt để riêng của chú Sáu. 14. Rồi đây, đi nha. Hai bì chả. Đi vậy luôn. Đó là phân phát cho... Không phải là nói ông chủ là không biết làm đâu. Cái làm rất là chuyên nghiệp á, anh cái làm em làm cũng rất là chuyên nghiệp. 4 miếng chả. Dạ. Bì thì tùy ý. Thật ra là bán là phải có định lượng đó, nhưng mà ngày hôm nay là thôi. Lố tay là bình thường luôn. Vô mấy cái kia lại cho bên đây thì các đó, bạn thì các bạn này là phụ thêm cái phần rau rán. Rau rán có gì là trang đúng rồi. Chàng. Tại vì khi đông khách á, mình làm phải theo cái dây chuyền á thì nó mới nhanh được. Đây là đơn số 14. À. Ở đây thì có bánh mì chả và bánh mì bì chả. Đó thì rồi. Đây mình đang đơn 14 này ớt để riêng nha. Bây giờ Tom Lerman đang làm. Mình sẽ bán xuyên suốt hay là đến 11 giờ mình nghỉ rồi chiều mình bán tiếp? Bán thông tầm luôn. Dạ. Bán thông tầm nhưng mà chắc chắn là anh em sẽ chia nhau thôi. Nói tóm lại là hôm nay xác định ăn bánh mì. Đây, anh thấy đẹp không? Trời ơi. Mấy đệ tử chú Colomen là nhìn thấy còn sợ đó. Ừ, chú anh chị là chú mới lần đầu tiên đứng ra đúng không con? Thường thường thấy là chú anh Colomen ở trên phim trường hay là nó thấy chú sắp trường đẹp quá. Hôm nay là thấy anh Colomen bán bánh mì là một cái việc là lạ một nhưng mà không kém phần chuyên nghiệp. Đó, tự nhiên mình đứng để ý nha. Tự nhiên mình đứng lên cái là bà con vô đông mình. Mà mình xuống chụp hình cái bà con vô ít là sao? Hình như là mình trái ngược vậy. Hình như là mình trái ngược lại với Phương Dừa. Thấy Phương Dừa xuống dưới đứng là bà con bu lại đông. Còn mình á, mà tôi xuống dưới đứng là bà con lại. À đây một chả không ạ. Rồi số 15. Một bì chả quan tâm. Anh Colomen vừa làm bánh mì vừa nói chuyện rất là vui vẻ. Đấy, cái khó nhất là vừa tay thì làm mà miệng nói. Mà nãy bị Kha bị nạn một khán giả góp ý luôn á. Không đòi. Trời ơi bán đứng nói không à. Nhưng mà mọi người đâu có biết đúng không? Buôn bán là phải sợ lợi vậy á, người ta mới mua nhiều. Nhờ cái miệng của mình Colomen. Đúng rồi, trời sinh ra cái miệng. Hơn thua nhau cũng có nhiêu đó, có nhiều người. Ta nói cái miệng đỡ cái thân là vậy đó. Một ổ chả không ớt,
và một 7 up nha. Bây giờ ở đây là sư Vận Hạnh, ở đây là sư Vận Hạnh phường 12 quận 10 ở số 11. số 11 quận 10. Đây một chả không lớn này không. Coi ngày 7-8 đây là anh Clemen sẽ bán ở đâu? Địa điểm thì bây giờ cũng chưa chốt được. Đang tính là bán ở... Thôi mà không tiết lộ được, mất công là trễ á. Thì ra để giờ hôm nay xong rồi toàn chốt lại là ở đâu rồi thông báo, cố gắng liên hệ kỹ để đỡ khán giả đến đúng chỗ. Chứ hôm nay thật sự ấy nấy hết sức luôn á.